Chào các bạn. Trong video này mình sẽ chỉnh thông số, điều chỉnh cái tốc độ quay của cái hộp mực. Bây giờ mình sẽ trực tiếp điều chỉnh vào TD nhận mực các bạn nhé. Đấy, TD nhận mực. Ví dụ như ở trong này, mình sẽ cho các bạn xem này. Đây, các bạn xem rõ một cái rưỡi nha. Bây giờ mình sẽ tháo máy ra này. Đây mình sẽ để làm mực như này một lúc các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ để như này chạy làm mực một lúc các bạn. Để cho nó nhận mực nha các bạn nhé. Đây là cái hộp mực nó đang quay các bạn nhé. Đấy, khi các bạn chạy xong một lúc thì nó lại làm mực xong rồi này. Nhưng mà khi mà các bạn có thể điều chỉnh cái sensor cảm biến của nhận mực ấy. Đấy, các bạn chỉnh cái tốc độ quay của cái mực nạp xuống hộp từ hay là người ta gọi là cụm trống ấy, nhiều hơn. Đấy, ví dụ như đấy, chẳng hạn mình nhấn 10 tờ thì lúc này mình chạy ra các bạn này. Đây, cái hộp mực nó quay các bạn ạ. Nhiều lúc nó không quay nhiều các bạn nhá. Ví dụ chẳng hạn mình sẽ xe sổ đi, mình sẽ cho cái giấy này vào. Đấy. Mình sẽ chạy 10 tờ này. Các bạn xem cái cụm mực này, đấy cụm mực nó quay rất nhiều luôn. Thì cái này là do mình điều chỉnh các bạn nhá. Đây, các bạn thấy chưa? Nếu mà quay nhiều quá bạn có thể giảm xuống. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó quay này. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể điều chỉnh cái tốc độ. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Vâng, lấy bao nhiêu bàn? Lấy bao nhiêu tờ chị? 2 tờ các bạn sẽ chỉnh vào clear stroke này. Đấy, 107. Ở đây thì các bạn hãy chú ý cho mình nói là phần system FP này. Sau đó thì các bạn sẽ vào trong cái lệnh chỗ doom nhé các bạn nhé. Đây, ví dụ như chỗ 2x này, các bạn vào doom, sau đó các bạn di chuyển xuống dưới này. Di chuyển xuống dưới các bạn sẽ thấy là cái chỗ gọi là cái chỗ đây sensor tùy chỉnh cài đặt cái TD của sensor này. Ở đây chưa, cái chỗ 2930 này. Đấy, cái này là lệnh 29301 các bạn nhé. Thì ở đây là cái phần trăm của CD setting thì gọi là chỉnh. Còn cái quan trọng nhất của cái TD cụm trống báo từ lượng mực ở trong dưới trống nhiều hay là ít, cho xuống nhiều hay ít đấy, có nghĩa là làm cho cái tốc độ quay của cái hộp mực này, được chưa, làm tốc độ quay của cái hộp mực này là nhiều hay là ít lại. Ví dụ như số vòng quay ở đây là quay 10 vòng chẳng hạn, thì mỗi lần chạy ra nó đều có chẳng hạn. Đấy, thì các bạn báo ở đây, ví dụ như chỉnh cái thông số này càng cao ấy thì cái hộp mực nó quay càng nhanh các bạn nhá. Nhưng mà áp dụng cho trường hợp là sensor TD này nó phải chuẩn, và thứ hai là cái lượng từ ở trong này nó phải nó thông số và chuẩn. Từ quá lâu rồi TD không thể nhận ra được mực ấy thì cũng rất là khó để chỉnh sửa.
Thì thường ấy thì các bạn chạy lâu ấy thì các bạn sẽ phải chỉnh cái thông số này tăng cao lên một chút để quay xuống nhiều hơn, để nhận dạng độ nhạy cảm biến nó tốt hơn, khiến cho mực lượng mực nó nhảy xuống nhiều hơn. Đó, chỉnh cái thông số này càng cao hộp mực nó quay càng nhiều các bạn nhé. Đấy, nhiều trường hợp ấy các bạn tại sao hộp mực nó chỉ quay một tí như thế này kia, thì các bạn có thể chỉnh thông số này lên tầm 1 hoặc là 0.5 hoặc là 2 hoặc là 3. Ví dụ như trường hợp này mình có thể để trong 2.8 chẳng hạn. Đấy, khoảng 2.7, mình sẽ để 2.7 các bạn nhé, 2.70. Đó. Rồi, 2 đây, ví dụ như này là 2.80, enter chẳng hạn. Sau đó các bạn phải đẩy mực cho nó. Đấy, đẩy mực cho nó một cái như này. Các bạn lưu ý này, ở đây này, khi mà các bạn chỉnh thông số mực này xuống nhiều ấy, thì các bạn có thể giảm cái trục sạc này xuống, được chưa? -650 để thông số mặc định, tăng lên nhiều quá thì nó không tốt cho hệ thống máy thôi. Nhưng mà trường hợp nào các bạn chạy được thì các bạn cứ tăng lên, nhưng mà theo mình thấy các bạn sẽ đẩy cái lượng mực xuống nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn, được chưa? Tăng lên nhiều thì nó sẽ kiểu như từ cái sạc nó sẽ không bền. Đó, 20001, làm thế nào để nó tối ưu nhất cho hệ thống máy các bạn nhé. Đấy, nhiều lúc các bạn tăng cho sạc ấy thì nó sẽ chiều cho nó chạy lâu, nó cũng sẽ không bền cho trục cao su, được chưa? Trục sạc, tuổi thọ của nó, chất lượng linh kiện nó sẽ không, sẽ giảm đi. Để mức mặc định, sau đó các bạn có thể chỉnh những cái thông số như này để nó tối ưu hơn. Có rất nhiều cách phương pháp để các bạn setting, nhưng mà thường mình sẽ setting thêm đó chính là cái TD này này, để có mực xuống nhiều hơn thì nó sẽ nét hơn thôi. Vâng ạ. Đó. Khi đó bây giờ các bạn thấy này, khi mình chạy này, ví dụ như mình chạy 5 tờ chẳng hạn. Đây, hộp mực nó sẽ tự động quay này, nó quay nhiều như này. Đó, nhiều bạn bảo là nó không quay nhiều này, thì video này để giải thích cho các bạn nhé. Đây các bạn thấy chưa, nó quay quá nhiều luôn. Nếu mà nó quay quá nhiều nó không dừng nữa thì chúng ta giảm xuống nhá. Giảm xuống thì cái này nó quay, tốc độ nó quay ít lại các bạn. Bạn chú ý cho mình này. Đấy. Thì tùy từng máy các bạn có thể setting khác nhau. Đấy. Đó là cái video mình chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau các bạn nhé. Goodbye các bạn.